Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học xây dựng thương hiệu trên Internet để có thể bán hàng, để có thể kiếm tiền và để có thể là gây ảnh hưởng đối với người khác, đối với doanh nghiệp và đối với bất kỳ một công việc nào mình có thể thuận lợi trong tương lai. Thế thì khóa học này gồm những cái nội dung gì? Thì khóa học này tập trung sẽ giới thiệu một số những cái bài học, những cái kinh nghiệm, những cách thức để các anh chị và các bạn có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân cho mình, hiểu được thương hiệu cá nhân là gì và tại sao cái tầm quan trọng của thương hiệu cá nhân, và cái quy trình để xây dựng thương hiệu cá nhân, những cái bài tập hàng ngày để mình có thể xây dựng thương hiệu cá nhân, những cái KPI để có thể đánh giá cái thương hiệu cá nhân của mình là tốt hay chưa tốt, và cái vai trò của nó trong cái quá trình kinh doanh, quá trình đời sống hàng ngày khi mà mạng xã hội cũng như là các cái nền tảng Internet đang rất là phát triển như hiện nay. Thì cái mạng xã hội đấy nó có tác động rất lớn đến với các cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như là của các cá nhân. Và hiện nay thì các cá nhân cũng có vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình mà làm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc là bán hàng, bởi vì chúng ta cũng bán hàng cá nhân rất là nhiều. Các anh chị và các bạn hiểu không ạ? Vâng. Thì đấy là một số những cái mà tôi chia sẻ sơ bộ về cái xây dựng thương hiệu cá nhân. Thế rồi thì những ai thì nên học cái chương trình này? Theo tôi đánh giá thì những người mà bán hàng online, những người mà sử dụng các phương tiện như là Facebook hay Zalo hay Instagram hay là YouTube hay là web cá nhân để kinh doanh và bán hàng, hoặc là những chủ doanh nghiệp, chủ spa, chủ salon, những người kinh doanh trực tiếp thì có thể là học cái chương trình này, bởi vì cái tác động của cái thương hiệu cá nhân của cá nhân đó đến với cái cơ sở kinh doanh của mình, đến với chuỗi hệ thống của mình rất là quan trọng, đúng không ạ? Rất là quan trọng, và có thể nó làm tăng giảm cái doanh thu hàng tháng, nó cũng có thể làm tăng giảm cái giá trị cổ phiếu. Các bạn biết rồi đấy, đúng không ạ? Cái người đàn ông thiên tài, người đàn ông được gọi mệnh danh là Iron Man đời thực là Elon Musk, đúng không ạ? Ông ta chỉ viết một cái đoạn tweet dài 160 ký tự bằng một cái tin nhắn SMS của chúng ta thôi, nhưng mà có thể làm tăng giá trị cổ phiếu lên rất nhiều phần trăm và tương đương với hàng tỷ đồng, tỷ đô la. Và ông ta cũng viết một bài tweet như vậy cũng có thể làm bay hơi cả một tỷ đô la của ông ta. Đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là cái thương hiệu cá nhân nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Rất là quan trọng và nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Đấy, thế thì chương trình này mục tiêu duy nhất của chúng tôi là để tạo ra những cái cách thức để các bạn có thể là tiếp cận được, và các bạn có thể hiểu được, hình dung được cách chúng ta sẽ cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Và nội dung này thì cũng được giảng dạy bởi giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Tôi là giảng viên đại học, giảng dạy bậc đại học từ năm 2008, sau khi tốt nghiệp đại học. Từ 2008 tới nay là đã được 11 năm, và các anh chị và các bạn thấy rằng là đó là một cái quãng thời gian dài để mà chúng tôi có thể phát triển được những cái bài học, những cái cuốn sách, những cái kinh nghiệm thương trường. Bản thân tôi thì cũng có những công việc kinh doanh từ lúc khi còn là sinh viên, và cũng nói mà theo một cái khía cạnh nào đó thì tôi cũng đã xây dựng được thương hiệu cá nhân thành công ở mức độ phạm vi tiếp cận hẹp. Tôi không dám nói trên cái phạm vi tiếp cận rộng, ví dụ như là so sánh với những người này người khác, đúng không ạ? Nhưng trong cái bối cảnh mà như tôi đang xây dựng, tôi sẽ kể với các anh chị các bạn, đúng không ạ? Như website của tôi hiện nay, cái web pamarketing.vn là có khoảng 130.000 đến 150.000 truy cập lượt mỗi tháng, thì tôi nghĩ rằng đó là con số tốt và thể hiện rằng đó là một KPI để các bạn có thể thấy rằng là đấy là tôi đã xây dựng thương hiệu cá nhân thành công. Kênh YouTube của tôi thì cũng xây dựng được 2 năm nay và có khoảng 1 triệu lượt xem. Facebook cá nhân thì trước đây chúng tôi có fanpage cũng có hàng chục nghìn lượt like, nhưng mà hiện nay thì tôi không còn sử dụng cái fanpage đó. Tôi chuyển sang sử dụng Facebook cá nhân thì cũng có khoảng hơn 20.000 lượt theo dõi. Tất nhiên số lượng đó cũng không nhiều. Tuy nhiên đấy là những cái tôi có thể chia sẻ về mặt KPI, số lượng đo lường rất là rõ ràng, để chúng ta thấy rằng là tôi cũng có một chút những cái thương hiệu cá nhân, và tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn cái kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cá nhân của tôi và những cái tôi học được ở thương mại điện tử cũng như là marketing điện tử trong 11 năm đi giảng dạy, 12 năm đi làm kinh doanh và 8 năm đi làm đào tạo cho các doanh nghiệp và các cá nhân làm kinh doanh online, với hàng chục vạn người học trực tuyến và những người xem kênh YouTube của tôi. Thì các anh chị và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về những cái nội dung tôi trình bày ở đây, hoàn toàn có thể đáp ứng cho các anh chị và các bạn ở mức độ cơ bản để các anh chị có thể là thực hiện được cái mục tiêu của mình.
Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều.